Nhắc nhở yêu cầu đeo khẩu trang để phòng dịch Covid là hành vi chống người thi hành công vụ. Do đó đã phạm vào tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại điều 30 Bộ luật hình sự năm 2015 là hành vi vi phạm pháp luật, ngược lại với sự đồng lòng chung sức trong việc chống dịch Covid-19 như lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện thái độ xem thường pháp luật. Bởi lẽ bảo vệ khu dân cư này đã nhắc nhở yêu cầu bị cáo đeo khẩu trang là thực hiện nhiệm vụ đã được triển khai và yêu cầu. Việc bảo vệ khu dân cư nhắc nhở yêu cầu bị cáo là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 là bảo vệ sức khỏe cho chính bị cáo, cho những người xung quanh trong khu dân cư. Bị cáo nhận định không chấp hành mà còn tấn công bảo vệ khi được yêu cầu đeo khẩu trang. Tuyên bố bị cáo Bùi Anh Huân phạm tội chống người thi hành công vụ. Căn cứ vào khoảng 1 điều 330 điều BZ khoảng 1 khoảng 2 điều 51 điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Bùi Anh Huân 1 năm cải tạo không giam giữ, thời gian tính từ ngày tuyên án. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.